Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra khỏi mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Thánh Kinh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong Cựu Ước, niềm tin về sự phục sinh dường như xuất hiện rất muộn. Song, dân Chúa vẫn luôn tin vào sự tồn tại của con người sau cái chết sinh học. Vì thế mà dân Chúa lúc ấy tin rằng rồi ai ai cũng sẽ phải đi vào âm phủ. Tiếng Hy Lạp là Sheol. Rõ ràng Sheol mà sách Gióp nói đây là nơi tối tăm. Trước khi con ra đi, không hẹn ngày trở lại, đi về nơi tăm tối dưới bóng tử thần. Sách Gióp chương 10 câu 21. Còn Thánh Vịnh thì nói rằng nơi đây là con người bị rơi vào quên lãng. Chẳng hạn Thánh Vịnh 88 viết: Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu, giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm. Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ, dọn dập tư bề như nước bao la. Cận thân Chúa khiến lìa xa, chung quanh hầu bạn chỉ là bóng đêm. Rồi đến sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên đã loan báo rằng Đức Chúa sẽ mở huyệt cho những kẻ bị lưu đày và sẽ đưa họ về đất của họ để được an nghỉ trong bình an. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mong ước của dân Chúa thời Cựu Ước lúc này là được an nghỉ cùng với cha ông, là niềm khao khát về một quê hương nơi họ đón nhận sau khi trải qua cõi đời dương thế. Như vậy, ý niệm này hàm chứa sự phục sinh từ cõi chết bắt đầu xuất hiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, rồi đến Tân Ước, thời Chúa Giêsu không phải tất cả mọi người Do Thái đều chấp nhận ý niệm phục sinh, mà ngay cả Kitô hữu, niềm tin về sự phục sinh và đời sống vĩnh cửu vẫn còn gây ra nhiều nghi ngờ và khó hiểu, bởi sự phục sinh đề cập đến một thực tại vượt quá những giới hạn của lý trí chúng ta, cho nên đòi hỏi một niềm tin vào sự phục sinh còn rất hoài nghi. Chúng ta nhớ lại tin mừng Gioan thuộc về việc anh Lazaro được phục sinh. Chúa Giêsu nói: em chị sẽ sống lại. Cô Marta nói sao? Cô Marta thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Nhưng Chúa Giêsu nói tiếp: chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Đây là điều mới mẻ và vượt qua mọi rào cản. Chúa Giêsu đã đánh đổ bức tường sự chết, nơi Ngài chứa đựng sự viên mãn của Thiên Chúa. Đấng là sự sống và là sự sống vĩnh cửu. Vì thế sự chết không còn quyền năng gì trên người nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, rồi đến tin mừng hôm nay, Thánh Gioan kể cho chúng ta một câu chuyện thật lạ lùng nhưng rất ấm áp tình người.
Ba ngày trước đây anh chị em đã tham dự các nghi thức tam nhật thánh. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bị bắt, bị đánh đòn một cách dã man, đóng đinh trên thập giá, chết và tán xác trong mộ. Tin mừng Gioan cũng đã kể rõ ràng rằng nhờ sự quen biết nên mới xin được chôn cất Chúa Giêsu vào một ngôi mộ đá mới. Thế nhưng việc nghĩa cử là nghĩa tặng này cũng phải làm vội vàng, vì 6 giờ chiều hôm đó đã bắt đầu một ngày quan trọng, cấm làm việc xác, cấm đi quá một cây số. Rồi ngày Sa-bát tới, một ngày nghỉ ngơi, sao lại dài dằng dặc đối với các bà? Các bà trông cho ngày mau qua đêm chống tàn để sáng mai đến tán xác Chúa lại, sức thêm thuốc thơm, cột lại các tấm vải quấn xác Chúa tươm tất hơn. Thế nhưng câu chuyện lại diễn tiến theo một hướng thật bất ngờ, vượt khỏi những dự tính của các bà. Các bà tới mộ thì thấy tảng đá lấp mộ lăn ra một bên. Các bà sợ quá chạy về đi báo cho các môn đệ, rồi các môn đệ cũng vội vàng chạy ra mộ. Ông Phêrô vào mộ thì không thấy Chúa sống lại, mà thấy toàn là băng vải liệm Chúa để ở đó. Còn môn đệ Chúa thương mến, Gioan viết rõ ràng, còn môn đệ Chúa thương mến mà ông không viết tên. Như vậy, môn đệ Chúa thương mến này có thể là Gioan, mà cũng có thể là mỗi người chúng ta. Môn đệ Chúa thương mến cũng vào mộ, cũng thấy khăn xếp gọn gàng, không lẫn khăn nào với khăn nào. Ông đã thấy và tin thầy mình đã sống lại. Rồi các sách tin mừng còn kể các bà là những người thấy Chúa phục sinh đầu tiên, sau đó là các tông đồ. Và điều đáng chú ý là các ông, cả khi đứng trước mặt Chúa Giêsu phục sinh, các ông vẫn còn nghi ngờ. Vì đối với các ông, việc tự phục sinh thân xác là không thể xảy ra, cho nên họ xem Chúa Giêsu là ma. Còn riêng ông Tô-ma nói, tôi không tin. Khi nào mà tôi sờ vào chính lỗ đanh, tôi thọc bàn tay vào cạnh sườn thì tôi mới tin là Chúa sống lại thật. Và Chúa Giêsu hiện ra và cũng đã để cho ông làm trước mắt các tông đồ kia, và ông tin lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu nơi các tông đồ xuất phát từ kinh nghiệm trực tiếp thực tại con người của Chúa Giêsu ăn uống nói chuyện với các ông như trước khi chịu nạn chịu chết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo có câu hỏi và trả lời rằng: tại sao ta tin Chúa Giêsu sống lại? Thưa, ta tin Chúa Giêsu sống lại là dựa vào lời chứng của các tông đồ và sự lan rộng nhanh chóng lạ lùng của tin mừng phục sinh. Quả thật, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tin vào Chúa Giêsu sống lại là dựa vào lời chứng của các tông đồ, chứ không dựa một ai cả. Rồi chúng ta cũng thấy từ ngày Chúa sống lại năm ấy cho tới nay, từ thành phố Jerusalem nhỏ bé đến nay là 204 quốc gia trên thế giới đón nhận tin mừng Chúa phục sinh. Và tin mừng phục sinh của Chúa vẫn còn lan truyền nữa cho đến khi Chúa Giêsu đến trong vinh quang. Cụ thể, theo thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo năm 2022, hiện nay trên thế giới có khoảng 1,378,000,000 tín hữu Công giáo, tức là tăng 18 triệu so với năm trước đó, trong khi đó dân số thế giới hơn 8 tỷ người. Kính thưa quý anh bà và anh chị em, qua bí tích thánh tẩy, chúng ta được thông phần vào sự phục sinh của Chúa Kitô khi Thánh Thần đến với chúng ta và làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới đã đến đây rồi. Vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta hãy luôn nói tiếng xin vâng với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh và đón nhận Người trong việc cử hành các bí tích. Như thế, chúng ta trở nên giống Người hơn. Vì chân Thánh Phaolô nói, tất cả chúng ta mặc không che màng, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương.
Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn như do bởi tác động của Chúa là thần khí. Chúa Giêsu phục sinh hôm nay đến với mỗi người chúng ta với mong ước là làm cho chúng ta tràn đầy sự sống mới. Nhiệm vụ của chúng ta đơn giản chỉ là cầu xin Ngài ban thêm niềm tin cho chúng ta. Cuộc sống vĩnh cửu bắt đầu ngay từ bây giờ qua Chúa Giêsu, đấng vẫn mãi mãi là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy trung tín chọn Ngài là con đường của chúng ta, sự thật của chúng ta và sự sống của chúng ta. Ước gì qua lời Chúa trong ngày đại lễ mừng Chúa phục sinh hôm nay, xin Chúa Giêsu phục sinh ban thêm niềm tin cho chúng ta, giúp chúng ta nhận ra Ngài nhiều hơn và trải nghiệm sức mạnh của sự phục sinh của Ngài trong cuộc sống bằng chính đời sống thiêng liêng của chúng ta qua việc đọc kinh sáng tối, đọc và thi hành lời Chúa, nhất là siêng năng tham dự các bí tích. Chính lúc ấy, Chúa Thánh Thần sẽ đến và đổ đầy niềm tin, hy vọng và tình yêu cho chúng ta, để chúng ta có thể trở thành ánh sáng phục sinh của Chúa và là những chứng nhân niềm tin Chúa sống lại cho những ai chưa tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Amen.